Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với nhà vườn của chị Nhung Võ nha. Hôm nay mình tiếp tục giao lưu hoa giấy có rất là nhiều màu nhưng bà con, đặc biệt nhất là những cây Thái đang bút nụ rất là đẹp luôn. Mời bà con và các bạn mình giao lưu với nhà vườn nha. Ra em chào chị. Rồi, chào Lê Nguyễn á, chào quý cô chú yêu hoa giấy cả nước. Hôm nay đến với vườn có một số cây thành phẩm Thái tông một cốt ha, giao lưu với cả nhà mình ha, giá rẻ mềm cho mình dễ chơi sưu tầm hàng một cốt ha. Rồi, đầu tiên là mã số 1, cây ngũ sắc hoành 11. Một cốt tông cao. Cao 90. Tán ngang, cái này em mới cắt tàn nó ra hoa lại ha, cả nhà mình về mình nuôi. Thay chậu to hơn, thay phân là bắt đầu nó sẽ đâm tàn ra to hơn ha, tại vì cái này nó cũng phân nó cũng ít đó, nó không có bung tàn nhiều mà nó ra hoa thôi. Quanh quanh 11, tán ngang là 60. Chiều cao là 90. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 300k ha. 300k em bao ship toàn quốc. Cây cái đủ mã mặt số hoa 1. Đang kẹo nụ hơn luôn bà con ơi. Quá đẹp. Dáng cây một cốt co lắc luôn nha. Chậu thì hơi thiếu phân, nó hơi hụt xuống. Rồi cái nhà mình về sang cái chậu to hơn ha. Cây sẽ ra tàn tán xum xê lại ha cả nhà. Quá Rồi, đẹp. 300k cho Đang cây. Mã số 1 tiếp theo. Mã số 2. Mã số 2 cũng là cây ngũ sắc luôn ha. Ngũ sắc đang kẹo nụ, có thêm hồng gân. Đỏ vàng cam. Tím sen. Trắng phớt hồng trắng và phớt hồng gân. hồng và hồng gân. Tính ra cây này 6 màu. Hoành 11. Cây này đế sổ rất là đẹp. Đó. Hoành 11. Cao 96. Tán ngang là 55. Rồi cũng 300k luôn hết cả nhà. Mã số 2, 300k. Bao ship toàn quốc. Dáng ngũ sắc một cốt này là rất là tuyệt vời nha. Con mình về để rồi, cái tiếp nó theo thả mã tự số nhiên 3. luôn. Thả dài xuống bông nó rất là nhiều. Tiếp theo mã số 3. Cũng một cốt có lắc luôn. Hoành 14 ha. Cao 80. Tán ngang 65. Rồi cũng 300k bao ship toàn quốc ha cả nhà. Cái này có vàng, cam, đỏ, trắng phớt hồng, tím sen và hồng gân luôn ha cả nhà. Rồi cái này cũng 6 màu luôn, 300k bao ship toàn quốc luôn ha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 một cốt. Cây cũng đang rực rỡ, nụ kẹo hết. Hoành 10. Cao 1m1 ha cả nhà. Tán ngang là 60. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà 350k, bao ship toàn quốc. Cho mã số 4 ha. Cây một cốt cao. Cao 1m1 ha cả nhà. Rồi tiếp theo mã số 5. Về bà con mình thả tàn như cái dù là quá đẹp luôn. Hoành 12. Cao 1m1 luôn ha cả nhà. Tán ngang là 59 ha. Rồi cây này cũng 350k bao ship toàn quốc luôn. Đỏ vàng cam, tím sen gắn phớt hồng. Rồi 5 màu Thái đủ ha cả nhà. Đủ 5 màu. Mã số 5 tiếp theo mã số 6. Mã số 6. Hoành 11. Cao 1m. Tán ngang là 56. Rồi, cây này em cũng giao lưu với cả nhà mình 350k bao ship toàn quốc cho cây ngũ sắc một cốt ha. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7. Hoành 14. Cao 1m. Tán ngang là 55. 350k bao ship toàn quốc cho cây một cốt luôn ha cả nhà. Tiếp theo mã số 8. Một rễ luôn ha. Một rễ một cốt.
hoành 15. Cây đang vô đợt búp nụ quá chừng luôn. Cao 95. Tán ngang là 50. Rồi cây này giao lưu với cả nhà mình 300k bao ship toàn quốc. Cho mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Hoành 11. Cao 1m10, 1m19 luôn ha cả nhà. Mấy cái kiện cao này đóng hàng đi tiền ship nó cao ha cả nhà, thông cảm ha. Cái hoành nó nhỏ nhưng mà giá nó cao là do tiền ship ha cả nhà. Tán ngang là 66, 350k bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. Mã số 10. Nhà về nuôi tàn tán nó sẽ ra thêm nữa ha. Này mình cắt cây mình sang chậu to hơn là cây nó sẽ phát triển thêm nữa ha. Tàn dù được kia đó, cả nhà thích thì cả nhà có thể tạo nhiều kiểu ha, như ý mình. Hoành 9, cao 1m1, tán ngang là 65. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 300k bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. Rồi tiếp theo là cây hồng gân, hoành 11, mã 11 ha, một cốt luôn ha. Hồng gân mã 11, hoành 13, cây đang bông quá chừng luôn. Cao 90, tán ngang là 66. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 280 bao ship toàn quốc ha cả nhà. Thì một cốt lắc lượng à. Về mình tỉa tàn tán mình tạo tàn dù thôi ha. Mã 12. Tiếp tục là hồng gân, bông nó đổi màu. Rất cũng là quá. Hồng gân một cốt, hoành 10. Cao 95. Tán ngang là 57. 280 luôn ha, bao ship toàn quốc ha cả nhà. 280k bao ship toàn quốc. Theo cũng là hồng gân, mã số 13. Lên mấy cái đó đó. Hoành 12. Cao 75. Tán ngang là 52. Rồi, 280 luôn, bao ship toàn quốc luôn. Cây này cũng dán một rễ co lắc luôn. Mã 14. Hoành 11, cao 90, tán ngang 50, 280 bao ship toàn quốc luôn hay cả nhà, một cốt. Mã 15, cây dưa hấu đỏ một cốt, cây dưa hấu đỏ, hoành 12, cao 90. Tán ngang 55, 280 luôn, và ship toàn quốc hết cả nhà. Mã 16, dưa hấu đỏ bông chùm, cưng ghê không? Nó chùm bông xum xê luôn. Hoành 14, cao 75, tán ngang là 76. Cây này giao lưu với cả nhà mình 280k bao ship toàn quốc luôn. 280 bao ship toàn quốc. Cây dưa hấu đỏ. Cây 17. Hồng gân một cốt. Hồng gân. Hoành 10. Cao 1m, tán ngang 75, 280 bao ship toàn quốc, 280 bao ship toàn quốc trước cả nhà. Tiếp theo, đỏ hoàng kim, mã số 18. Cây này cũng đang búp nụ à. Đỏ hoàng kim đó cả nhà, đây. Mọi đợt mọi búp trên này.
hoành 16, cao 75, 8.000 là 45. Rồi cái này em vô lưu với cả nhà mình 300k bao ship toàn quốc luôn ha. Cây này giống cũng ít, bà con mình về sưu tầm giống luôn ha. Cắt bo, chọn tàn cho nó mình. Nó họ chứ cây vàng hoàng kim ha cả nhà. Còn cái này là đỏ hoàng kim. Cái này là đỏ hoàng kim và cam hoàng kim ha. Hai màu. Cây hai màu luôn. Hai màu hoàng kim ha cả nhà. Hoành 14, cao 82, tán ngang 70. Và cây lưu cây này là 320k bao ship toàn quốc ha cả nhà. 320 bao ship toàn quốc cho cây hai màu hoàng kim ha. Đỏ hoàng kim và cam hoàng kim ha. Rồi tiếp theo mã 20 là một màu cam hoàng kim không ha cả nhà. Hoàng kim cam, bông đang nụ trên đọt quá chừng luôn. Hoành 13, cao 80, 8.000 là 55, 300k bao ship toàn quốc luôn cho hoàng kim cam ha. Mã 21 cũng là hoàng kim cam luôn hết cả nhà. Một rễ lắc lượng luôn. Hoành 12, cao 82, 8.000 là 45, 280k bao ship toàn quốc luôn ha. 280 này nó có thẹo này, để em sẽ tha keo cho cả nhà mình ha. Rồi tới mặt nó lên 22 phải không? Lên hết cái cây hoàng kim đó cho em, Ấn Độ luôn, tiểu Ấn Độ luôn, đừng có lấy bên này nữa. Mã 22 là cây hồng gân. Gân một cốt. Hoành 11. Cao 1m. 8.000 là 65. 280k bao ship toàn quốc luôn. Cho cây một cốt luôn. Mã 22. Tiếp theo mã 23 là một cây tiểu Ấn Độ. Cây đang lên hoa, lên màu. Hoành 14, cao 90, tán ngang là 45. Cái này mới cơ tàn ha, nó chưa có to, mình về mình cơ thêm vài đợt hoa nó là tàn nó sẽ xum xê ha cả nhà. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 300k bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. Tiểu Ấn Độ. Tiếp theo cũng là một cây tiểu Ấn Độ, mã 24. Cây này một cốt cao. Hoành 15. Cao 1m. Tán ngang là 60. 320 bao ship toàn quốc ha cả nhà. 320k bao ship toàn quốc cho cây tiểu Ấn Độ. Tiếp theo mã số 25 cũng là một cây tiểu Ấn Độ luôn ha. Hoành 14, cao 80, 8.000 là 45, 300k bao ship toàn quốc, 300k bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã 26, cũng là tiểu Ấn Độ một cốt hai cả nhà. Một cốt cao. Hoành 15, cao 1m05, 8.000 là 45. Cây này em giao lưu với cả nhà là 350k bao ship toàn quốc, một cốt luôn ha cả nhà. Bộ đế này. Mã 27 cũng là tiểu Ấn Độ một cốt luôn ha, tầm cao luôn. Hoành 13, 8.000 là 95.
Ủa chiều cao 95, tán ngang là 55. Cây này em vô lưu với cả nhà mình 280 bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. 280 em bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Những cái cây này á, phơm tàn nó nhỏ nhưng mà được cái một cốt ha. Cả nhà về mà cả nhà sang chậu nuôi thêm vài cây đọt nó là sẽ tàn tán xum xê lại ha cả nhà. Tiếp theo mã 28. Anh lên hai cây mấy cây hoàng kim này đi, đừng có lấy mấy hồng gân. Ừ. Mã 28, hoành 12. Cao 1 mét. Tán ngang là 45. Rồi, 300k bao ship toàn quốc nha cả nhà. Tiếp theo là mã 29. Một cây đỏ hoàng kim. Đỏ hoàng kim, cây đang búp nụ quá. Mona Lisa Red vậy đó. Mona Lisa ha cả nhà. Hoành 13. Cao 90. Tán ngang là 66. 300k bao ship toàn quốc ha cả nhà. Mã 30. Một màu cam. Vàng hoàng kim cam, hoàng kim cam. Hoành 13. Cao 82. Tán ngang là 80. Rồi, cây này em vô lưu với cả nhà mình 300k em bao ship toàn quốc. Một cốt. Rồi, mã tiếp theo là cũng là mã cuối clip ha cả nhà. Mã 31 là một cây ngũ sắc tờ. Đậu to ha. Ngũ sắc cây một cốt to nha bà con. Hoành 17. Cao 1 mét. Cây đang búp nụ rất là đều luôn. Tán ngang là 90. Rồi, cây này em giao lưu với cả nhà mình là 650k. Bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn ha, 650k. Rồi, đây cũng là cây cuối clip. Ngoài những cái chậu nhỏ mini nãy giờ em lên á, cái chậu cuối clip này là cái chậu to và ngũ sắc em còn rất là nhiều ha. Mà bà con mình theo chân chị Nhung để đến một cái khu ngũ sắc rất là nhiều để có thể bà con mình giao lưu số lượng lớn luôn nha. Ở đây em có rất là nhiều ngũ sắc cái chậu lục giác lớn, cả nhà có sỉ lẻ gì thì cả nhà liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình ha. Rồi chào cả nhà, hẹn cả nhà vào clip tiếp theo ha. Rồi, em cảm ơn Kim Nhung nha, mến chào bà con, hy vọng bà con mình hờ nhãn và chúc ủng hộ nhà vườn nha. Bye bye bà con ạ, chúc bà con mình xem một clip thật là vui vẻ, hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo.